Dâu 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 và con sâu cho ông Nam cho anh em nó quay trở lại cùng với Amazing rất nhẹ nhàng trong series tình cảm. À quên, trong series đúng là rất nhẹ nhàng trong series tình cảm, mẹ là văn điệu ghê đấy nhở. Còn lại Amazing trong series bình luận với Cali Server, và đừng quên vào khung giờ hàng ngày của chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Nhớ theo dõi Amazing và ủng hộ Amazing bằng cách xem quảng cáo nhé mọi người. Ok, và chúng ta tiếp tục đến với server Taiwan. Và đây là nick chính của thằng 633 Pro đấy anh em nhá. Đây nick chính của nó này, các bạn này nhìn thấy rất nhiều tướng. Có thể mường tượng ra đội hình chính của thằng 633 Pro đang sử dụng, đó là Iori này, Mai này, Init này, Mari, Sermi và Kai Kitsuke đấy anh em nhá. Khả năng cao là như vậy, nhìn thôi có thể đoán được đội hình của nó rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với chế độ chế độ nó quá anh em ạ. Chế độ là mẹ lỡ uống cung nước nó quá. Chế độ 100% tuyệt kỹ nha anh em nhé, hay Super Mode dịch ra tiếng Anh là như vậy. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên. Game đấu đầu tiên và cùng chờ đợi xem đối thủ là Mai đến từ server 170 với 1806 điểm. Đó là một số điểm không hề ít. Billy và Mari. Kèo này thì lấy Mari thì các bạn đúng không? Kèo này Mari Billy thì cũng 1-9-1-10 nên là mình nghĩ là chắc là Mari cửa trên hơn một tí. Kèo này cứ đứng đấm sau thôi, nhỏ ưu tiên những võ sĩ đánh hàng sau thôi, bắt buộc nó phải đánh tanh thôi. Lấy ai nữa nhở, lấy thêm Mai nữa nhở, cứ rít mà không lấy thêm Mai nữa thì có mà nghe chừng hơi ỏ. Kèo này các bạn cứ ưu tiên những võ sĩ kiểu hàng sau thôi. Ưu tiên mấy con hàng sau nhá anh em nhá, đúng không? Bọn này có ý nghĩa gì đâu mà Mari nó quật chết hết. Bọn này không có ý nghĩa gì nha anh em nhá. Mari khả năng cao là mình như Mari nó thịt hết rồi. Mari với cả mình đánh hàng sau. Đánh cái này đây anh em, đánh combo này nó khóc thì nó cũng làm gì được mình nhờ. Đánh combo này thì nó khóc thì nó cũng làm gì được mình nha. À nó có giảm nộ, nó có tính đâu anh em, đúng không? Giảm nộ choi còn chả tính thì tính gì giảm nộ của single, đúng không? Giảm nộ của choi. Anh em đợi mình tí nhá. Việc. À, thế thôi, cứ thế thôi nhờ. Cứ thế thôi, mình đánh kiểu này thì nó cũng mất sở lực với như anh em đúng không? Combo kiểu này thôi, lửa trong lửa thôi. Mình kiểu gì kiểu lợi thế thôi. Mari phản lại. Ủa, Mari là mình chết cả Billy luôn nhờ. Sọ nhờ, mày vẫn đúc luôn được cả khiên của Billy ở nhìn thứ hai.
Kyoryushu. Hello anh nhờ, cứ đánh như này thôi anh em. Bây giờ đội hình của mình chỉ đánh 3 tướng như này thôi. Mình cứ đánh như này thôi, nó làm gì được mình, nó chả làm gì được mình. Mình vừa có truy kích đúng không, mình vừa có truy kích của Mari các kiểu. Ai đóng băng được à, giải ra thì được gì cũng bằng nhau, có cái gì càng đánh càng giải ra thôi, có cái gì. Ôi, nó con nào đánh sau à, có khi là đánh sau nhỉ, bảo sao lại con đầy em điêu sắc điếm Pula này giết hết bọn đằng sau của anh ấy à. Nhưng mà trước khi mày giết hết bọn đằng sau của anh thì anh cũng xử lý xong bọn đằng sau của mày rồi, đúng không? Mày đánh hết bọn đằng sau của anh thì anh xử lý xong ai à, bọn đằng sau nhà mày rồi. Mày còn đánh hay không đánh thì vẫn bị phản. Cái phản của Mari rất hay nha anh em, nó không giống như kiểu cái phản công của DC. Phản công của DC nó chỉ phản công lại cực kỹ thôi. Của Mari thì rất hay, nó là phản công kể cả mày đánh thường hay mày dùng cực kỹ thì đều bị tao phản công hết. Kiểu như vậy nghe chừng rất cay cú như anh em nghe đúng không? Không có cái gì cay cú phản công của Mari thôi anh em ạ. Không có gì cay cú phản công của Mari đâu, mẹ nó vẫn còn khiên kìa. Ai mẹ thấy mà cũng chết đấy nhờ. Áp lực đấy nhà, chú định áp lực với anh ấy à? Anh cũng áp lực lại với chú thôi. Nhà anh nhiều tướng hơn mà, nhà anh được cái nhiều tướng hơn, chú yên tâm. Nhà anh được cái nhiều tướng thì nhà anh khỏe hơn. Mày hết áp lực nhá, thế thôi, cứ đánh thế thôi anh em nhở, tức tắc thôi, giờ có cái gì đánh đấy, chả nào nhở. Đấy, đôi khi đánh trước đâu thắng đâu, pick kèo lẻo hơn thì dính nước thì pick nó còn ngon hơn thì chịu thì biết làm nào được, Mari ngon hơn thì chịu thì biết làm nào được. Rồi anh em, Mari ngon hơn thì chịu thì biết làm nào được. Nên nó có đâu được, nó đâu đam được cái gì đâu, đúng không? Nó đâu đam được cái gì đâu, chúng ta cứ đam thoải mái thôi. Nó hết đam sau rồi, nó còn đam sau mà sợ. Mỗi đam của mình là phải có đam, mỗi đam của mình mini thôi. Nên như thế là chưa đủ, đúng không? Như thế thì đủ làm sao được. Hãy truy kích thôi, đánh vào. Nào, thằng nào đánh vào. Chọn đi, chọn mục tiêu đi. Trời ơi, chú thích chết. Chú thích chết thì chị chịu. Chú thích chết thì chị chịu. Come on baby. Come on Ariweb đi. Come on baby. Ngay chứ lẽ đó là chiến thắng của MVG trước đối thủ đến từ xeo 170. 1-0 mà chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 2 nè. Đấy, đâu phải là cứ pick trước là win đâu các bạn. Mẹ pick trước vào kèo xấu thì cũng chết. Mẹ à quên, đâu phải đánh trước là win đâu, đánh trước vào kèo xấu thì cũng chết thôi anh em, đúng không? Đánh xấu đánh trước vào kèo đẹp thì may ra chống được. Đây ví dụ kèo Nam Led với cả Miku này thì cũng 50-50 này các bạn này, đúng không? Nam Led thì vẫn hơn đấy, mẹ với khả năng quan cắt. À, mẹ mày lại lấy thế cơ à? Miku mà sai lần chuẩn thì cũng bong anh em nhỉ. Miku mà sai lần chuẩn thì mình cũng bong. Khó nhờ, kiểu này không biết chọn con nào.
Khó đây. Đánh trước đâu đơn giản đâu anh em nhỉ. Đánh trước không hề đơn giản tí nào nhá. Mẹ có Miku nhá. Miku có Terry. Nếu mà đơn giản thì nó đã dễ tính rồi đúng không anh em? Đơn giản thì nó đã dễ tính rồi. Ở đây chết rồi. Chết 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 chết. Chết rồi, quên. Quên sợ quên anh em ạ. Quên sợ quên. Bảo đang cần ít luôn. Quên bố mất anh em. Giờ quá giờ rồi. Giờ đang clip rồi mà. Mà chưa set nó lên được nhiều. Anh em lại chửi cho lại bảo lừa đảo. Đang clip. Thế à? Quá mẹ lộ rồi à? Hỏng rồi, chúng quá lộ rồi. Không sập được con Miku thì cũng mệt đấy anh em nhỉ. Không sập được con Miku thì cũng mệt đấy. Trong nộ à. Nếu sẽ đổ như cu kìa. Mày đang đâu được nó rồi nhỉ. Mỗi 5 lét còn thở được. Nghe cày nhỉ. Nghe mới cày nhỉ. Giờ 5 nét khóa mõm nốt thì thôi hết. Hết đồ chơi nhờ mà. Thôi đừng gỡ mồm đấy chứ. Mẹ mồm vẫn đang nói từ nãy giờ mà lại khóa vào đấy thì thôi hỏng đấy. Ở nhà mỗi một cái mõm rồi nhờ. 40 mõm thì khóa vẫn 3 rồi. Thêm một chiếc hỏa thiêu hồn nữa nhỉ. Khó chịu. Khó chịu. Trông kiểu khó chịu. Mẹ mày cứ nhở nhơ. Mày không giết được Maxima đâu con ạ. À. Maxima khỏe lắm. Đứng nhở nhơ. Đừng nhở nhơ nhá. Ừ, đứng nhở nhơ. Nhìn vơ là nhở nhơ là ăn cứt đấy. Nhở nhơ là ăn sấy xít sắc xít đấy. Đừng nhở nhơ. Ăn sấy xít sắc xít đấy. Xin đừng nhở nhơ. Quan đầu thứ mẹ mình luôn như thế.
xin đừng nhở nhơ. Thế tướng ấy à, để ta đi vào rồi à. Để ta đi vào, ôi trời ơi, trang béo này. Mẹ à, ôi dồi ôi, đằng xấu vào, đằng xấu vào ác à. Ai má chơi bao, ôi ôi hỏng rồi, hỏng rồi. À có thằng đánh mình nha, có thằng đánh nha, có thằng đánh rồi. Mẹ này cáu nha, má nó sai lần nha, mẹ khóc sưng rức luôn anh em ạ. Quả đấy mà chết được nhờ, nó đam quả đấy nó chết được mình nhờ. Mình đang hơi bất ngờ nhá, Terry đam nổ đam mà mình đang giật mình quả vừa rồi. Nào tỷ số là 1-1, lại Miku, kèo này Miku gặp cửa lắc anh em. Kèo này thì Miku gặp cửa lắc, nếu có tăng sợ nhờ. Trước mà nhớ nhìn thấy lợi thế đéo gì nhờ. Mãi đẹp này trước không được mà sau không sau. Mẹ cho là ngày trước không được mà sau cũng không xong nên nhỉ. Đúng không? Chúng ta sẽ do Lazio này, Lin này, Clark với cả con cho thằng này trước không được mà sau cũng không xong. Nào, mày để hai trước hai sau thì mày cũng chết. Ba trước một sau mày cũng chết, mà ba sau một trước thì mày cũng chết. Đánh như mày không biết để được gì. Lin không độc chiêu nhỉ, Lin nó phải độc chiêu nhiều hơn thì nó mới ngon được. Hay quá nhở, thằng choáng đôi sợ nhè, choáng đôi thì kinh nhá ấy. Miku à, mày để hai sau hai trước thì mày cũng chết mà, kiểu gì tao chặt chém được mày. Ôi ôi, lại phong ấn cửa lắc lại rồi, mẹ cay thật đấy. Cay con mẹ mày thật đấy. Cay thật đấy anh em ạ, lại phong ấn với con cửa lắc của mình nhé. Cứt dồn sát thương ạ. Dồn hồi nãy em mệt quá nhè. Máy được con thỏ ra rồi. Ôi dồi ôi, mẹ con nó cầm Miku vẩy hay quá nhè. Nó cầm Miku vẩy hay quá vậy. Mày kia thì sống nào được anh nhỉ? Bất lực rồi, bất lực trong bất lực rồi anh nhỉ?
nó đấy, nhà mẹ đừng đánh trước là đâu lợi thế đâu. Đánh trước được cho tắt mẹ thở luôn ạ. Sọ thật, em bị cù 2 triệu rưỡi đam, đánh độc chiều. À ừ, nó đang bị phong ấn đi ké này nhà mẹ. Mẹ thúi nhờ, con chó Miku này. Từ nãy giờ vẩy quả đào mẹ khét lẹt quả đấy nha. Đánh trước 2 ván, thua cả 2 rồi nhà. Đúng không? Đánh sau thì lại thắng, đánh trước thì lại thua. Ê, buồn cười. Mà rõ ràng là đánh trước lợi thế bao nhiêu mà đánh trước vẫn thua nha. Bịp, bịp trong bịp anh em. Bịp trong bịp. Là trong bịp anh em ơi. Mình đánh trước nha, đúng không? Kèo này mình lại được đánh trước rồi này. Mày lại được đánh trước rồi. Trong này giảm nộ là vô nghĩa. Một thằng trọi đóng băng rồi nha, một thằng bộ mồ cả hốc kìa. Hai thằng đóng băng rồi. Mẹ sao mình giảm nộ nhờ. Đừng nói là Kula làm giảm tốc độ hồi nộ mà xuống mà nó vẫn tính là không có nộ trong nhịp đấy nhá. Nhiều lúc cũng không hiểu lắm luôn nhỉ. Nhiều lúc thật sự không hiểu lắm. Nhiều lúc không hiểu điều gì luôn. Nhiều lúc em không hiểu ra đang xảy ra điều gì. Tập trung cả con Kula thôi. Kula chết thì mặt chuyện mũi yên nhỉ. Ai lại đóng băng đôi. Hay nha. Hay nha. Hay sợ nha. Má có sơ mì này, cũng không có cái độc chiều nào. Băng cái kia thì lúc tỉnh ra làm sao nó nổ được. Ai, cháu ổn nó. Đẹp quá. Mẹ, cái con sơ mì bắt đầu cấu rồi đấy anh em. Mang vào để lấy, để mong nó có độc chiều, cũng nó nhóc một cái độc chiều nào. Con dở hơi đất nhỡi này. Thật sự anh em, cáu lắm rồi. Con mẹ nó mang nó vào để nó độc chiêu mà hay tơn nó không lên một quả độc chiêu này. Chết con mẹ mà ngu. Ngu thì chết đúng không? Mẹ tròi bay mẹ 2 lần.
Ôi còn ngủ học. Ngày hôm nay giờ đánh cái gì nữa đây? Bye bye. Ấy mẹ phải chửi nó mới lên được cái độc chiều nhỉ. Trời ơi. Để độc chiều xong cũng kéo có silent. Độc chiều để làm cái gì không biết. Ô tổ. Hiểu độc chiều để làm cái gì. Bày mẹ hai lần thì còn đâu. Không là cho nữa thì là hết hơi có gì đâu. Hết vẹo rồi. Hết vẹo rồi. Chán không chứ. Chính là độc chiều không có sai lần. Thôi, cứ la cho bay màu rồi nha. Anh đấm cái gì nữa. Mẹ anh trước từ nãy giờ toàn thua rồi nha. Đánh sau cửa thắng đánh trước đéo có một cửa nào để thắng luôn. Rồi thì hai lần bay rồi. Tùy la đóng thêm quả nữa thì hết hơi. Ôi thôi thôi thôi. Ôi chịu chết rồi nhỉ. Tùy la nó vẫn còn một lần nữa mà. Tùy la nó vẫn còn một lần đóng băng bản thân nó nữa đúng không. Còn nội tại của nó nữa. Thất vọng thật sự nhỉ. Thất vọng thật sự. Đúng kiểu game bắt thua đây nhỉ. Bây giờ nhá, đánh sau thì mẹ nó kiểu đéo gì kèo ngon này. Đấy, thì phải thề luôn. Đúng nó đánh trước thì mình đéo cái con gì để ngon. Đấy, anh em nhìn thấy không? À có, nằm lét anh em. Nhưng mà nó lại con kêu nét bù lại. Cũng khó chịu không kém anh em. Cũng khó chịu không kém. Xác định mất nộ. Cũng xác định là mất nộ nhỉ. Mẹ toàn tanh cứng, sợ thật. Thật. Ồ, mẹ quên mẹ mất nó đánh trước anh em ơi. Sao nó đẩy mất nộ nhở? Ảo thật đấy. Thề luôn, dạo này đánh đang đéo hiểu chuyện gì nhá. Dạo đánh đang đéo hiểu chuyện gì, lúc thì có nộ, lúc thì đến không. Mẹ, lúc thì con giảm nộ được, lúc thì đéo giảm nộ được. Thế nhá, Kasumi vẫn giảm nộ được anh em. Bình thường mấy con giảm nộ nó có tính được đâu. Đấy, anh em nhìn vào xem. Bịp trong bịp. Mây. Ikuyo. Sama wo uchi kira. Qua mình nói gì được. Uchi kira ne. Rất bịp trong bịp. Asha. Bỏ nha, mẹ. Manfuk shita ka. Sai quá, sai sách quá anh em ạ. Tính này đánh sai thật sự luôn. Nó lại còn hình sinh đèn thế nhở. Đèn như cái chó vậy anh nhở. Không hợp rồi. Đấy, đấy là đánh thuộc nha, không để ý quá. Đấy,
Đấy, giờ chống ráo đây nhỉ. Mày áp lực thế cơ à? Năm nét kéo đánh chứ chắc là con nộ nhỉ. Ôi, áp lực thế. Như đùa nhờ. Quái lọ thật. Mẹ con Zero Clone mà hít chết con nhau gì kìa. Không khác gì trò đùa. Cái đéo ở trong chế độ tuyệt kỹ mà nó cứ như không anh em, còn mạnh hơn cái chế độ thường. Một hít chết con leo dị à. Tôi nhớ tìm được quả trí một hít chết leo dị luôn. Mẹ đáng sợ thật đấy. Ba trăm mẹ. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn anh em ạ. Mẹ nó một hit chết thì còn leo dịp tài thật. Không hiểu đam nó ở đâu ra. Bó tay thật mẹ chí mạng. Gây đéo chịu được. One hit chết còn leo dịp. Quá tở. Mẹ cứ như trò một trò đùa anh ạ. Thề luôn, mẹ nó hơn một trò đùa. Chính xác nó hơn một trò đùa anh ạ. Trò đùa này hơi nặng. Trò đùa này nó đùa dài quá anh em ạ. Điều đó cuối cùng, liệu rằng có một chút danh dự nào trong clip này hay không? Mẹ bị one hit chết còn leo dị thì giọt quá nhỉ. Kéo tìm được. Quá đáng sợ. Có lẽ là clip này chúng ta lại thua nữa rồi nhỉ. Nghỉ nghỉ lắm mình ạ. Đánh trước có người đến mùi quảng quảng thế này. Đánh trước mà cứ thấy mùi quảng quảng thế này nghe chừng không ổn đấy nhỉ này. Đánh trước mà người đến mùi quảng quảng này nghe chừng không ổn.
khí hồn cho Leo Dị đánh lỗi. Ui nhờ, quên mẹ vẫn có làm led. Ôi, quên mẹ vẫn có làm led rồi. Không, 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 clip này học. Mày quá nó không trâu vào. Thế sao đánh kiểu này anh em? Mẹ. Để hạn chế nó mang con 5 led vào đã. Tương sau người ta để lại tướng đã. Mời chế độ nhiều lúc này cứ lỗi kiểu gì đó. Có lúc thì tôi thấy con Init đánh giảm nộ được, có lúc thì không. Kiểu vậy. Mình cầm cũng là được như thế nhưng mà nó hiểu tại sao nó cầm ghê thật đấy. Mẹ con nó cầm vài phần nồi chứ. Đéo thở được. Không thở được. Không thở được. Ôi ôi ôi. Quả đéo là cũng đâm chín à. Trò hề vậy. Còn hơn một trò hề cơ anh em ạ. Đấy, mẹ nó cũng đấm trí đấy. Ê, nó bị cày, không đủ đà bị giết nó nhé. Ê, nó bị cày nhờ.
đủ đam giết nó. À cày thật sự. Cày chết à. Cày mà chết gọi cụ à. Cày phải gọi bằng cụ anh em ạ. Mày thấy nét tấm của nào cũng trí ạ. Mẹ mày thấy văn nét của xe vào Taiwan mà. Mẹ nó mịp, mịp, mịp. Mày biết chịu được. Hề luôn. Clip mịp nhất của tôi từng chơi là những tiền sĩ này. Có nhiều cái tôi không thể tin được. Tôi cứ cảm giác tôi bị lừa anh em ạ. Thề luôn, clip này một thật clip thật sự là tôi bị lừa. Mẹ nhiều lúc đéo hiểu sao lại bị giảm nộ. Rõ ràng con đấy không thể đánh giảm nộ được mà lại bị giảm nộ. Mẹ nhiều khi cơ chế 100% thực tí này nhiều khi nó lỗi giờ nhỉ. Đúng không? Một clip rất chán đến từ Elwin gì. Và nhiều lúc chúng ta không hiểu điều gì. Bịp, quá bịp. Có lẽ tôi bị lừa anh em ạ. Ok, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Cày ấy.